kính chào quý vị khán giả Kheo TV Bản tin những vấn đề Hoa Kỳ hôm nay Với chủ đề Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Christine Sinema Tuyên bố bỏ đảng Dân Chủ Do bình luận gia Phạm Gia Đại biên soạn chân việc trên bài Kheo TV thực hiện Thưa quý khán giả Một breaking news sáng ngày thứ 6 Ngày 9 tháng 12 năm 2022 Như một quả bơm nổ ra trên bầu trời Washington là thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Christine Sinema tuyên bố với đài CNN và Potirico, bà vừa quyết định bỏ đảng Dân Chủ để gia nhập đảng độc lập. Quyết định này chỉ xảy ra vài ngày sau khi đảng Dân Chủ vừa chiếm thêm một ghế nữa tại Georgia, đưa cán đ... cân nghiêng về đảng Dân Chủ tại Thượng viện 51 trên 49. Kể cả hai thượng nghị sĩ độc lập liên kết với đảng Dân Chủ như thượng nghị sĩ Bernie Sanders ở Vermont và Angus King ở Maine. Việc bà rời bỏ đảng Dân Chủ làm tăng thêm bi kịch cho phía đảng Dân Chủ hiện đang nắm đa số tại Thượng viện với con số khích khao. Các hãng thông tấn như CNN, Reuters, The Epoch Times, NPR, vân vân đều đưa bản tin này lên hàng đầu. Bà Sinema chưa cho biết bà còn ủng hộ đảng Dân Chủ nữa hay không trong 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ 6 năm của bà tại Thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng cho thấy bà đã chán đảng trước tình trạng tan vỡ của sự hợp tác lưỡng đảng như truyền thống lâu đời tại quốc hội Mỹ. Và đảng Dân Chủ không còn làm việc cho người dân Mỹ nữa mà cho quyền lợi của đảng mà thôi. Sự rời bỏ đảng Dân Chủ của bà Christine Sinema có ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Thượng viện. Nhưng phía Dân Chủ vẫn còn nắm đa số với một là lá phiếu thuận do đảng Dân Chủ luôn hờm hẳn trong tay đó là bà Kamala Harris trong cương vị phó tổng thống. Thượng nghị sĩ sinh cinema bà Cinema và thượng nghị sĩ Joe Manchin là hai đảng viên Dân Chủ luôn tranh đấu cho bỏ phiếu chống lại sự chi tiêu quá phung phí của Joe Biden và đảng Dân Chủ không nghĩ đến người dân như bỏ phiếu chống lại dự luật Bill Back Better, chống lại đảng Dân Chủ muốn bỏ thủ tục filibuster tại thượng viện để phía dân chủ dễ thao túng vân vân. Bà và thượng nghị sĩ Joe Manchin là cái gai bên hông của đảng dân chủ từ hai năm nay khi Joe Biden vào tòa bạch ốc. Arizona là tiểu bang nổi tiếng với những chính trị gia nổi đình đám như thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, thượng nghị sĩ Cộng hòa Barry Goldwater. Việt bà rời đảng Dân Chủ như một trái bom nổ ra với ông Joe Biden khi ông mà ông còn 2 năm nữa trong nhiệm kỳ đang bị mây mù che bở phủ bởi đảng Cộng Hòa đã nắm được đa số tại Hạ Viện. Mà lãnh tụ thiểu số Cộng Hòa có thể là Chủ tịch Hạ Viện McCarthy và hai dân biểu tích cực của Cộng Hòa là James Comer và Jim Jordan đã tuyên bố sẽ cải tổ lại các ban kệ và điều tra về những sự việc làm không đúng theo hiến pháp và luật của Hoa Kỳ trong chính phủ và tại Quốc hội Mỹ trong thời gian bầu cử và hai năm qua. 42 nhân viên cao cấp trong chính phủ của Joe Biden, kể cả một số chức trong FBI cũng sẽ được mời ra đối chứng trước Hạ viện khi nhóm họp lại vào tháng Giêng năm 2023. Đảng Cộng hòa bảo thủ cũng thông báo cho ông Joe Biden biết họ sẽ cương quyết cắt giảm những chi tiêu quá lớn trong nước và sẽ tăng cường an ninh tại biên giới phía nam của hoa kỳ thư ký tòa bạch ốc karin jean pierre nói vớt vác rằng quyết định của bà christine sinema không làm thay đổi dân chủ nắm đa số tại thượng viện và tính rằng vẫn có sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên công chúng đang chờ tháng giêng năm 2023 khi Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp lại. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những bản tin những vấn đề Hoa Kỳ. Xin kính chúc quý khán giả có một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, nhiều hồng ân Thiên Chúa. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình khác. chân Việt trân trọng kính chào.